Cha Vũ, Phó Tiến Ngọc, kính chào quý cụ, quý bà, anh chị em. Hôm nay là ngày lễ của Father C, là ngày lễ ghi ơn của các bậc làm cha. Hôm nay có một em ở trong đoàn chúng con. Tối hôm qua em nói với con là em đã thức một đêm để viết một cái bài thơ để tặng cho cha của mình. Thì em có gọi điện thoại, con có gọi điện thoại hỏi em. Thì em muốn chia sẻ cái bài thơ này đến với người cha cũng như đến với tất cả các bậc làm cha ngày hôm nay. Con xin giới thiệu với quý vị, đó là em Star Huỳnh. Cảm ơn chị Nguyệt. Kính thưa cha, con xin kính thưa thầy, kính thưa các ông, các bà, cô chú, cha mẹ và các bạn. Con là Star Huỳnh và con xin đại diện cho đoàn Anri Hướng Lạc để chúc các người cha một ngày Father's Day thật là vui vẻ và hạnh phúc. Tối hôm qua con đã viết một bài thơ cho các người cha, duy nhất là cha của con. Mỗi năm đến ngày lễ ba, con lo sẵn sàng cho ra đồng tiền, chọn quà con thấy không phiền, đi tìm vui vẻ khắp miền Cali. Chọn quà không phải easy, không quà nào bằng ý chí của con. Mỗi ngày ba nấu món ăn ngon, từ ngày con còn bé non đến giờ. Ba cho nhưng không đòi nhờ, ba rất chu đáo không hờ điều chi. Khi con buồn ba đến hủ hỉ, khi vui ba đến chơi khỉ với con. Không quên những lúc đánh đòn, ba dạy con biết nhiều điều đúng sai. Ba đã làm rất nhiều điều chưa nói. Con muốn nói cảm ơn cha rất nhiều, nhưng cách cảm ơn thật rất bối rối. Vì vậy con muốn xin lỗi đến ba, vì con chỉ biết nói con xin ba. Và sau đây đoàn chúng con cũng có một bài hát đặc biệt cho ngày lễ hôm nay nhờ các anh trưởng và các em trong đoàn. Xin mời cha Vũ, Phó Tế Ngọc và tất cả quý vị cùng thưởng thức.